Thưa quý vị, diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 huyện Thới Lai đã khai mạc sáng nay. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố dự và chỉ đạo. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thới Lai năm 2021 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ huyện, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Nhằm đảm bảo diễn tập diễn ra thành công, Ban chỉ đạo huyện đã quán triệt đến lực lượng tham gia phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vận dụng linh hoạt thể hiện rõ nét vai trò và cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, khả năng điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, quốc phòng và các ban ngành, bám sát quan điểm chủ trương đường lối của đảng. Chương trình diễn tập sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 11.